Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong tạp chí tuần này có các nội dung đáng chú ý. Mục Muôn mặt Đời sống là chung phóng sự về câu chuyện trang phục khi đi lễ chùa đầu năm của du khách. Ngoài một số hình ảnh phản cảm còn tồn tại thì cũng có nhiều du khách đã chỉn chu lựa chọn những bộ trang phục trang trọng, lịch sự khi đi lễ. Ban quản lý tại một số điểm di tích cũng đã tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn để du khách đảm bảo được sự tôn kính khi vào chốn linh thiêng. Một chuyện làng quê là phóng sự về tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Điên Nhân, thị xã Mỹ Hào, cải tạo ao hồ giữa hồn quê, giữa lòng đô thị. Cuối chương trình là mục nét đẹp duyên nhãn, là câu chuyện về thầy giáo Đào Ngọc Đăng, trường tiểu học và trung học cơ sở Song Mai, xã Song Mai, huyện Kim Động, đam mê viết truyện ngắn, tiểu thuyết và có nhiều tác phẩm được độc giả yêu mến. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu năm đi lễ chùa đã là tục lệ lâu đời của nhiều người dân Việt. Tới chùa là tới nơi linh thiêng, không chỉ tâm thành mà cả trang phục cũng cần phải được chỉnh chu khi vào lễ. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại bên ngoài đền Mẫu, thành phố Hưng Yên, ngày 28 tháng 1 âm lịch. Còn đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại chùa Hương, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng tại miền Bắc vào ngày 26 tháng 1 âm lịch. Mặc thiếu vải, không kín đáo, mặc đồ giống như đồ ngủ, mặc đồ hầm hố, muôn hình vạn trạng đều xuất hiện tại chốn cửa đền, cửa chùa. Vẫn biết du khách đi chùa đầu năm vừa là cầu an vừa đi vãn cảnh, nhưng sự tùy tiện trong việc lựa chọn trang phục tới những nơi linh thiêng đã phần nào biến nơi đây thành những sản diễn thời trang bất đắc dĩ. Các bạn là cố tình không hiểu biết để vào các chỗ chốn linh thiêng này để mình coi như là thành người là nổi tiếng và người mốt, ăn mặc như thế là theo mình là không nên. Chỗ đấy những cái mà ăn mặc ở hang chỉ đi chỗ ra ngoài tắm biển hoặc là chỗ mới hợp. Chốn tâm linh mình không nên làm những cái điều mà quá là chướng mắt. Với những bạn trẻ như bọn em chẳng hạn thì là nếu không thì đi mặc những bộ quần áo dài và quần áo để đi chùa thì cũng là đẹp. Check in đã là đẹp rồi nên không nhất thiết phải hở hang đâu. Đi chùa đó là niềm kính tin tam bảo, thì chắc chắn khi trong tâm có niềm tôn kính thì cái sự an bận gọi là trang phục thì sẽ hướng đến sự là thanh tịnh. Cho nên trong nhà Phật, cái người đi chùa thường an bận là dĩ nhiên theo sắc phục truyền thống của từng địa phương, nhưng mà nó là gọi là kín đáo, lịch sự. Chẳng hạn như là quần phải dài quá gối, áo dài không ăn mặc gọi là để hở hang những phần của cơ thể ra ngoài. Thì đó là cái phép tôn kính tự nhiên của người con Phật. Đã không ít lần, mạng xã hội rồi các kênh truyền thông phản ánh tình trạng một số người ăn mặc phản cảm khi tới lễ chùa. Dư luận cũng đã lên tiếng mạnh mẽ. Thế nhưng, tình trạng trên vẫn tiếp tục tái diễn. Đây không chỉ là hành vi thiếu tôn kính nơi linh thiêng, mà còn thể hiện sự thiếu văn hóa đối với những người xung quanh. Bên cạnh một số ít những trường hợp cá biệt ăn mặc phản cảm khi đến chùa, thì cũng có rất nhiều người chỉnh chu trong việc lựa chọn trang phục sao cho vừa thể hiện sự trang trọng, tôn kính nơi linh thiêng, đồng thời vẫn đẹp và lịch sự khi du xuân vãn cảnh chùa. Là Việt Kiều Úc vừa trở về nước, đầu xuân về chiêm bái tại chùa Tiên Tường, bà Yến cùng các chị em đã lựa chọn mặc những chiếc váy dài cách tân. Đến chùa là ăn mặc là nơi tôn nghiêm cho nên là ăn mặc phải lịch sự. Nhưng trong cái lịch sự ấy vẫn là phải kín đáo. Theo tôi bây giờ đi lễ chùa là phải gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo. Bản thân tôi nếu mà đi là phải mặc áo dài là một, hoặc là có những cái váy dài. Thế là nhìn nó sang trọng hơn. Về chiêm bái các điểm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến, đoàn của bà Thủy đến từ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã lựa chọn mặc áo dài. Khi chúng tôi lựa chọn cái trang phục áo dài là vừa đứng đắn vừa lịch sự và kín đáo. Khi đi vào các lễ hội đền chùa thì nó cũng lịch sự và trang trọng hơn. Còn với hai bạn trẻ này, họ lại quyết định lựa chọn những bộ pháp phục hiện đại đã được cách tân để đi lễ chùa. Em cảm thấy là thứ nhất là nó rất là kín đáo, thứ hai là vẫn giữ được cái phong tục của người Việt mình, như là cái áo bà ba hay là cái quần. Em cảm thấy là mặc nó vừa thoải mái mà nó vẫn kín đáo để mình đi lễ chùa. Em cảm thấy khi mà đến chùa mặc những cái bộ trang phục như này thì bản thân cảm thấy đầu tiên là cảm thấy sự trang nghiêm ấy ạ. Thì với cả hơn nữa là những cái bộ trang phục như thế này thì nó rất là thoải mái và cũng đẹp nữa. Nên là
em nghĩ là nên mặc những bộ quần áo như thế này ạ. Hiện nay, người tới chùa không chỉ đi lễ, còn đi vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Thế nhưng thiết nghĩ, dù là vào lễ hay là chụp ảnh trước cảnh chùa, thì việc trang phục kín đáo, trang trọng và lịch sự vẫn nên được ưu tiên lựa chọn. Đây cũng là thể hiện lối ứng xử văn hóa đối với các di sản, cũng như đối với những người xung quanh. Lựa chọn trang phục đến chùa là quyền của mỗi du khách. Còn đối với ban quản lý của mỗi điểm di tích, mỗi chùa, việc tuyên truyền tới du khách để họ hiểu được ý nghĩa trang phục khi tới chiêm bái vẫn luôn là một trong những việc được ưu tiên hàng đầu. Tại đền Mẫu, ngoài những tấm biển, chú ý không mặc quần áo cộc khi vào khu di tích, tới chú ý trong nội quy khi lễ chùa, ban quản lý khu di tích còn bố trí riêng một bàn để tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời hướng dẫn du khách tới nơi mượn quần áo, đảm bảo kín đáo khi vào hành lễ. Tại di tích là cái nơi linh thiêng, do vậy là ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến chúng tôi luôn tuyên truyền hướng dẫn du khách phải ăn mặc lịch sự, không mặc quần áo ngắn khi tham quan tại di tích. Và cái việc tuyên truyền này thì thông qua các hệ thống loa tuyên truyền và các biển hướng dẫn tại di tích. Trong trường hợp mà du khách khi đến di tích ăn mặc quần áo ngắn thì ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến thì có chuẩn bị các quần áo dài cho du khách mượn để mặc vào tham quan tại di tích. Còn tại chùa Tiên Tưởng, ngôi chùa nổi tiếng với khuôn viên đẹp, được nhiều người mà đặc biệt là giới trẻ tới chụp ảnh, việc tuyên truyền về trang phục cũng được chú ý. Thì đi gặp đầu nhà chùa thì trong khuôn viên chùa thầy sẽ để những cái bảng, cái hình ảnh hoặc những lời khuyên mang tính tức là hướng thượng để mọi người vào vãn cảnh thì đọc những lời rồi thì hôm lần sau họ tự họ sẽ thay đổi, và hoặc là những có những khóa học, những buổi chia sẻ thì để mọi người hiểu biết hơn về cái văn hóa truyền thống sắc phục đi chùa. Thì theo góc độ của nhà chùa, như quý thầy thì khuyên các bạn trẻ là mình là những người chủ nhân tương lai của một gia đình, thì mình nên để một chút mình tìm hiểu về văn hóa truyền thống, sẽ thấy cái đẹp trong ăn bận của văn hóa truyền thống. Thì mình có thể, nếu được, mình có thể may một đồ truyền thống khi mình xác định đi chùa. Mình nên tách bạch riêng ra, mình đi du ngoạn, đi chơi nó khác. Còn xác định hôm nay mình đi chùa thì chắc chắn mình sẽ có chọn cái sắc phục truyền thống để thấy rằng cái người Việt này, người Á Đông này là có cái văn hóa. Văn hóa này nó là mấy nghìn năm rồi. Có thể hoặc là mình chọn may những bộ đồ áo dài, nó cũng rất đẹp, rất tươi tắn nhưng mà nó kín đáo tới nhỉ. Trên thực tế, trong đạo Phật không có sự gò bó, ép buộc về trang phục của người dân khi đi lễ chùa. Người xưa cũng có câu, tấm áo không làm nên thầy tu. Thế nhưng thiết nghĩ, đã phát tâm tới những nơi linh thiêng như đền chùa, trang phục chỉnh chu, kín đáo cũng thể hiện sự thành kính đối với tiền nhân, đồng thời cũng là nét văn hóa đẹp trong cuộc sống hiện đại. Thưa quý vị, trong khi ở nhiều địa phương khác, ao hồ bị san lấp để làm nhà ở, thì ở tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, dù dân số đông, quỹ đất ngày càng bị thu hẹp dành cho các dự án đô thị, song chính quyền và nhân dân quyết tâm gìn giữ, cải tạo các ao hồ, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, giữ hồn quê trong lòng đô thị. Sáng nào cũng vậy, bà Tân cùng với những người dân khác trong tổ dân phố Văn Nhuế lại ra ao cá Bắc Hồ ở trung tâm làng để tập thể dục. Hồ nước rộng rãi, nước sạch sẽ cùng với nhiều cây xanh đã trở thành địa điểm lý tưởng để người dân tận hưởng không khí trong lành, nhất là ở trong phố xá đang đô thị hóa nhanh như ở phường Bần Yên Nhân. Chúng tôi tập thể dục hàng ngày đây, tôi cảm thấy rất là thú vị và khoan khoái lắm. Cái không khí ở đây rất là trong lành, chúng tôi cũng rất tự hào về quê hương của chúng tôi là đã có một cái quang cảnh rất là đẹp. Hiện nay, tổ dân phố Văn Nhuế còn giữ lại được 3 ao hồ, lớn nhất là ao cá Bắc Hồ với diện tích trên 8.000 m². Ngoài ra, còn có ao Văn Chỉ và giếng Đình. Bên cạnh không san lấp, không lấn chiếm để gìn giữ nguyên vẹn các ao hồ này, thì năm 2020, với sự chung sức đồng lòng của nhân dân, tổ dân phố đã xã hội hóa được trên 3 tỷ đồng để cải tạo lại cả 3 ao hồ bằng việc kè xung quanh, xây dựng nhà thủy đình, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí. Ủy ban nhân dân phường Bần Yên Nhân hỗ trợ thêm 4 tỷ đồng để làm lan can bằng đá xung quanh. Từ khi ao hồ được cải tạo, không những khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn tạo cảnh quan sạch đẹp, điều hòa môi trường sinh thái. Người dân đang thụ hưởng môi trường trong lành từ những lá phổi xanh này. Quê tôi là có được những cái địa hình mà cái môi trường trong xanh sạch đẹp như này là rất quý. Chiều đến ra đây đọc báo cho nó thanh thản, thư giãn, để cho nó tăng tuổi thọ. Đối với tổ dân phố Văn Nhuế đã được quan tâm và đầu tư các cái công trình hạ tầng, trong đó
cải tạo các cái hồ ao làm nơi sinh thái để phục vụ người dân nói chung, để đảm bảo cái cuộc sống trong lành của nhân dân và sự phát triển của đô thị. Người dân sống gần ao hồ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác và chất thải ra hồ. Đặc biệt, có một số người dân tự nguyện vớt rác thải thường xuyên để giữ ao hồ luôn sạch đẹp. Mục đích là giữ gìn vệ sinh chung, vừa sạch cảnh quan môi trường của địa phương, cũng như là bà con hàng xóm được không khí trong lành được hưởng thụ. Với sự chung tay của người dân và chính quyền đã góp phần làm cho khu dân cư tổ dân phố Văn Nhuế ngày càng xanh, sạch, đẹp. Trong đó điểm nhấn là hệ thống ao hồ mà không phải nơi nào cũng giữ được như vậy. Những ngày hội làng, hồ nước là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, qua đó giữ nét quê trong cuộc sống hiện đại. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Song Mai, huyện Kim Động, thầy giáo Đào Ngọc Đăng được biết đến là một người hiệu trưởng mẫn cán, vừa là một giáo viên có chuyên môn và là tác giả của nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết gây được ấn tượng đối với độc giả. Sau đây, mời quý vị và các bạn gặp gỡ người thầy giáo đa tài này trong mục Nét đẹp sư nhãn. Thầy giáo Đào Ngọc Đăng sinh năm 1979, hiện là hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Song Mai. Anh có hơn 20 năm giảng dạy môn văn và lịch sử tại ngôi trường này. Với vai trò là người đứng đầu, quản lý hai cấp học, thầy Đăng luôn gương mẫu, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Trong giảng dạy, thầy Đăng chịu khó tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để truyền cảm hứng, niềm yêu thích môn lịch sử đến học sinh. Các tiết học của thầy rất dễ hiểu, thầy còn rất thân thiện và rất dễ gần đối với các học sinh. Đó là một cán bộ quản lý rất là năng động, sáng tạo, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Với anh em đồng nghiệp thì thầy rất là hòa đồng. Sau những giờ làm việc ở trường, thầy giáo Đào Ngọc Đăng có sở thích viết truyện vào thời gian rảnh ở nhà. Anh viết truyện từ thuở học cấp 2 và duy trì đam mê này từ đó đến nay. Các truyện ngắn, truyện dài của anh phản ánh những nét đẹp của cuộc sống, tình bạn, tình yêu và truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Những câu chuyện tôi viết thì xoay quanh bối cảnh của làng quê, thế hệ tuổi 7X, 8X và những câu chuyện gần gũi đời thường và từ những áng văn thơ giản dị, và chúng tôi sẽ truyền cảm được cái thông tin, thông điệp đến tất cả các bạn đọc có một lối sống đoàn kết, ấm áp, tình người và hướng thiện. Cây bút Đào Ngọc Đăng đã trở nên quen thuộc với độc giả với hàng loạt truyện ngắn, truyện dài được đăng trên tạp chí Phú Hiến của Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên và trang fanpage Quán Triều Văn trên Facebook. Một số tác phẩm nổi bật như Gã, Chuyện của Nôm, Mùa chuối tiêu hồng chín và đặc biệt là tiểu thuyết Con gà trọi với gần 100 tập đã hoàn thành. Tất cả đều toát lên một chất văn gần gũi, giản dị, chân thực, có tính nhân văn. Theo dõi những tác phẩm của thầy viết ngay từ những tác phẩm đầu tiên và tôi nhận thấy rằng tác phẩm của thầy mang lại một giá trị nhân văn rất sâu sắc, và đặc biệt là tác phẩm truyện dài đó là Con gà trọi. Những tác phẩm đấy có thể nói là truyền đạt tình yêu về quê hương đất nước rất là lớn. Trên tạp chí Viễn là thường xuyên gần như là số nào là cũng có tên tuổi của tác giả Đào Ngọc Đăng. Và có những tác phẩm đã tạo một cái không gian mở cho tạp chí, thật sự gây ấn tượng cho bạn đọc. Nội dung rất là trau chuốt và có ý nghĩa giáo dục cao. Tuy bận rộn với công tác quản lý và giảng dạy tại trường, song thầy giáo Đào Ngọc Đăng luôn sắp xếp thời gian hợp lý, dành thời gian cho niềm đam mê sáng tác văn chương và chăm sóc tổ ấm gia đình của mình. Anh đang ấp ủ xuất bản cuốn tiểu thuyết Con gà trọi và tiếp tục viết truyện ngắn cho tạp chí Phú Hiến. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.